Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay xin được giới thiệu với anh em hai siêu phẩm đến từ Thái Lan, chính hãng nha anh em nha. Thứ nhất là bộ khóa của Dream Thái và thứ hai là bộ khóa của Way Thái 110. Ở phía bên tay trái của anh em có thể thấy đây, cái bộ khóa mà nó sẽ có cái ổ khóa sau là nó bằng có một cái đầu nhựa nó gài cái bát vô ấy. Thì cái này là ổ khóa của Way nha, Way Thái 110. Ở bên này ổ khóa rim thì nó sẽ cắm thẳng vào cái bát luôn. Đây, ổ khóa rim này nó sẽ có hai cái phe ra để nó cắm thẳng vào cái bát nha. Đó là điểm khác biệt cơ bản giữa hai bộ ổ khóa này. Thứ hai là anh em sẽ nhìn cái chìa. Chìa của Way thì nó sẽ là chìa dẹp. Chìa dạng dẹp, logo Honda in chìm, cái có cánh chim nha. Còn với lại chìa của rim thì nó sẽ có chữ HM ở đây và nó sẽ có chữ Honda in chìm. Cái chìa của nó sẽ mập hơn so với cái chìa của Way nhiều nha và không có logo cánh chim. Ngoài ra thì mã trên đây nó sẽ là A27. Và mã trên chìa của Way thì nó sẽ có mã là A94. Đây, A94 nha anh em. Đó, thì hai chìa là đều trùng mã với nhau. A94, đây A27 đây. Đó, trùng mã nha. Và ổ khóa này thì hàng chính hãng của Thái Lan nha anh em. Hàng chính hãng Honda Thái Lan. Giá của nó là 500 ngàn một bộ. Anh em nào chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ với mình. Thì ổ khóa này nó sẽ có đầy đủ các chi tiết như trong video. Gồm có ổ trước, ổ sau và hai chìa luôn nha, hai chìa đầy đủ cho anh em cũng như là dây dắt đầy đủ hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng bộ chi tiết cho anh em coi này. Đây là bộ của Way này, anh em sẽ thấy đây có mã ha và chấm sơn. Phía đây nó có mã GB6A94. Phía đầu công tắc này vẫn sẽ có những cái logo ký hiệu on off và khóa thôi ha. Đó, và đây là ổ khóa này, nó rất là đẹp nha. Về phần dây thì anh em không phải nghĩ, dây của Thái cực kỳ mềm nha. Rất là mềm nha, rất là mềm, rất là đã. Ngoài ra thì anh em sẽ thấy được giắc của nó sẽ là giắc mạ đồng nha. Giắc đồng hay mạ đồng thì mình không rõ nhưng mà rất là đẹp. Ở đầu cũng có chấm sơn này. Đấy anh em ha. Đó. Về phần ổ khóa sau, về phần ổ khóa sau thì nó cũng sẽ có mã luôn và màu của nó rất rất xịn. Cái màu của nó là rất là đẹp nha. Cái màu của Thái là cái màu màu nhôm này, màu gan này, nó sẽ xám nhẹ nha, nó không đen thui mà nó cũng không phải là dạng trắng bóc như là những hàng Trung Quốc nha. Đó, mã của nó cũng là GB6A94, trùng mã với lại cái chìa luôn ha, chìa cũng mã A94. Đó nè, thấy không, cái màu nó sẽ có hơi xám xanh xanh, xám xám này, rất là đẹp ha. Đây, và đây là mặt bit của nó nha, chưa không có bị hở, không bị tét gì hết á, mà chưa sử dụng mà nè. Đây, có chấm sơn luôn. Rồi, và đây là ổ khóa của rim Thái này. Ổ khóa rim Thái thì nó cũng mặt trước thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Của hàng của Thái đây anh em sẽ cho anh em nhìn hai cái mặt của rim và Way nó tương đối giống nhau. Đó. Put lock on off đây, nó cũng giống hệt nhau thôi. Nhưng mà các chi tiết khác thì nó sẽ vẫn khác nha. Đây, và đặc biệt là cái ổ khóa rim là cái khóa cổ nó sẽ dài ra như vậy luôn anh em thấy không? Nó sẽ dài ra hơn hẳn so với lại Way nha. Nó dài hơn nhiều. Và bộ khóa này thì nó cũng có chấm sơn, chấm mực, niêm phong ốc. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có mã là GN5A27. A27 là trùng mã với cái chìa này. Đây, trùng mã với cái chìa nha. A27 đây. Đó. Rồi, ngoài ra thì cũng tương đối giống cái chìa ổ bên kia. Và đặc biệt là ổ khóa này thì cái chìa nó hay gọi, nhiều anh em gọi đây là chìa rim, ổ khóa rim Thái, chìa mập nha. Thì cái ổ khóa Way Thái thì nó phù hợp anh em gắn được cho các dòng như là rim Thái. Ổ khóa Way Thái thì anh em sẽ gắn phù hợp cho các dòng như là Way Thái 100, Way Thái 110, Way Alpha, Way ZX, Way Lockden, các dòng Way Trung Quốc nha, thì anh em có thể gắn được nó. Còn về ổ khóa rim thì anh em chúng ta có thể gắn được cho các dòng như là rim Thái, rim Super, rim lùn thì anh em cũng gắn được, nhưng mà anh em phải chế lại một chút xíu ha, tại vì nó sẽ hơi khác ở cái ổ sau. Rồi, thì đó là mình muốn giới thiệu cho anh em và đồng giá là 500 ngàn một bộ nha anh em. Tất nhiên là ổ thì hàng chuẩn zin của Honda Thái Lan và mình bao cam kết anh em đúng chuẩn zin nha. Đó, thì giá của nó sẽ là 500 ngàn một bộ. Anh em nào chúng ta có mua nhu cầu mua lẻ hoặc là mua sỉ thì đều có thể liên hệ với mình. Đây, cái chìa này thì nó rất là chất lượng nha anh em nha. Cái mã khác của Honda Thái Lan này anh em sẽ thấy nó rất là đẹp nha. Nó không như những cái chìa Honda Việt Nam đâu anh em. Nó rất là đẹp. Đây, anh em thấy không? Và đây là cái chìa mập của rim Thái này. Cái này là cái chìa mập nha. Anh em mua ở ngoài là không bao giờ có chìa này. Super rim nó cũng không có chìa này. Super rim nó cũng sẽ sử dụng chìa giống như vậy thôi. Đó, thì cái này là cái điểm đặc biệt của rim Thái. Và Way Thái 110 này thì cái ổ này nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều so với cái ổ Way Alpha.
dây dắt của nó sẽ bền hơn, ổ bi của nó sẽ cứng hơn. Và nó cho, à đúng rồi, mình sẽ test luôn cái tiếng của nó cho anh em nghe nha. Đây, mình sẽ test luôn cái tiếng mở khóa, tắt khóa của nó cho anh em nghe này. Cái này thì nó đang khóa cổ sao? Đây này, khóa cổ này. Cái này nó sẽ dài ra này. Mở lên này. Đó. Đó, anh em nghe tiếng rất phê này. Đó, anh em nghe tiếng ha. Rất là đã. Thì nói chung là về cái bộ khóa này thì anh em không phải nghĩ về cái chất lượng. Chất lượng là mình cam kết với anh em là chất lượng tốt nhất, chất lượng xịn nhất trên thị trường rồi, không phải nghi ngờ nha. Hàng zin của Thái Lan thì anh em biết cái chất lượng của nó như thế nào rồi ha. Ở đây mình sẽ test cái tiếng ổ khóa zin của Rim Thái cho anh em nghe này. Nó cái tiếng ổ khóa Thái là nó đặc biệt hơn nhiều so với tiếng ổ khóa Việt nha anh em. Cái này nó cũng đang khóa cổ này. Mở khóa cổ ra cái đó. Cổ thì cái này nó sẽ dài hơn một khúc luôn này. Bây giờ mình mở khóa cổ này. Đó. Sẽ ngắn lại ha. Mở khóa này, tiếng mở khóa này nghe cực kỳ đã luôn nha. Đây. Anh em nghe tiếng ha. Đó, rất là đã nha, rất là êm ấy. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể chúng ta liên hệ với mình để mình chọn, lựa chọn cho mình cái bộ khóa phù hợp với xe mình nha. Thì cái này nó có hai dòng, Quay 110 và Rim Thái, tất cả đều là hàng chính hãng Thái Lan nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với mình. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm những video mới nhất nha.